em không ngờ kẹo nó thích thì nó tự đạt rồi. Không ra nó đi một tay đó. Cái gì mà đuôi nhanh vậy? Nhanh vậy, đi đứng từ xa mà quay. Đúng gần quay thì được biết là sao nhanh được. Biết thế này không? Liều. Đấy, đạp đi. Đi không? Không, nó biết đấy nhưng mà nó không thích thôi. Rồi, đúng rồi, đó đấy. Đứng từ xa này mới thấy nó đi được. Nhưng mà không thấy mặt gì. Nó lên dốc khó.